Chào mừng mọi người đã đến với Luật sư X. Mới đây thì tin tức về Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi nhà giam đến lần thứ 3 đã gây hoang mang trong dư luận. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục có 5 nghi can đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giam tại Hưng Yên. Theo như những thông tin ban đầu thì cụ thể vụ việc như sau. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm qua, tức là vào ngày 9 tháng 6, thì 5 đối tượng bao gồm có Vũ Văn Dũng, Đinh Khánh Đạt, Vũ Thành Nghị, Đào Đình Kiên và Nguyễn Văn Long đang bị tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra thì đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giam công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sau khi bỏ trốn thì các bị can trên về nhà một bị can trong nhóm ở thành phố Hải Dương, lấy ô tô rồi cùng nhau chạy trốn theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4 giờ 08 phút cùng ngày, chiếc xe này có di chuyển qua cầu Tân Đệ hướng đi Thái Bình, Nam Định. Cảnh sát giao thông thì đã đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ tuần tra, kiểm tra rà soát camera phạt nguội, các trạm thu phí trên địa bàn để có thể phát hiện ra chiếc xe này, phối hợp và truy bắt nhóm đối tượng nguy hiểm trên. Mặc dù nhóm đối tượng trên thì chưa bị tòa tuyên án, nhưng một khi đã có quyết định khởi tố và quyết định bắt tạm giữ tạm giam thì lúc này những người bị tạm giữ tạm giam cũng phải chấp hành đúng đủ các nghĩa vụ của mình được quy định tại khoản 2 điều 9 Luật thi hành tạm giam tạm giữ năm 2015 được quy định như sau. Người bị tạm giữ tạm giam có các nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất là chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan người có thẩm quyền quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Thứ hai là phải chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Và nếu như người đang trong quá trình bị tạm giam, tạm giữ mà không thực hiện đúng đủ các nghĩa vụ của mình như đã được quy định thì lúc này họ có thể bị xem xét kỷ luật bằng một trong các hình thức như là cảnh cáo hoặc là bị cách ly ở buồng kỷ luật. Tuy nhiên hành vi của nhóm 5 đối tượng trên lúc này thì không còn dừng lại ở bị kỷ luật nữa mà lúc này họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn khỏi nơi giam giữ được quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015 như sau. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải xét xử hoặc là đang chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt từ 6 tháng cho tới 3 năm. Thứ hai là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm cho tới 10 năm. Thứ nhất là có tổ chức, thứ hai là sử dụng vũ lực đối với người canh gác và người áp giải. Như vậy thì mặc dù chưa biết bản án mà họ bị tuyên là bao nhiêu năm tù và tội của họ có nặng hay không, nhưng hiện tại thì họ đã phải đối mặt với hình phạt là 10 năm tù giam. Ở đây thì có một tình tiết đáng để bàn tới, đó chính là chiếc xe mà họ sử dụng để bỏ trốn là của ai. Giả sử rằng nếu trong trường hợp này có một người tiếp tay giúp sức cho họ bằng việc cung cấp chiếc xe ô tô để họ tẩu thoát thì lúc này người đã cung cấp chiếc xe ô tô có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý che giấu tội phạm được quy định tại điều 389 Bộ luật hình sự với mức phạt cao nhất lên tới 5 năm tù giam. Ngoài ra thì việc để nhóm 5 nghi can trên trốn khỏi nơi tạm giam tạm giữ thì một phần trách nhiệm lớn là thuộc về những người cán bộ hay là những người trực tiếp quản lý trông coi các nghi can trên. Cụ thể căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều 376 Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về tội thiếu trách nhiệm trong việc trông coi những người bị tạm giam tạm giữ và để họ bỏ trốn. Trong trường hợp này thì nhóm đào thoát gồm tổng cộng là 5 người. Chính vì vậy người trực tiếp quản lý trông coi nhóm đối tượng trên thì có thể bị đối mặt với mức án là 7 năm tù giam và còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 cho tới 5 năm. Và hiện tại thì nhóm đối tượng này vẫn đang lẩn trốn trong các khu dân cư. Chính vì vậy nếu như bạn có bất cứ thông tin nào liên quan tới nhóm đối tượng trên thì hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng địa phương nơi mà mình đang sinh sống. Cuối cùng cảm ơn bạn đã đón xem video này. Nếu như mọi người thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.